Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Được khuyên nên hàng gắn với chồng cũ, Nhật Kim Anh đáp thế nào mà dân tình vừa mừng vừa tiếc? Cẩm Ly tiết lộ nỗi lo lắng đến phát khóc của mình ở thì hiện tại. Vào ngày 5 tháng 7, Nhật Kim Anh đã khoe ảnh cùng chồng dự lễ bế giảng năm học của con trai tại Cần Thơ. Khác với trước đây, mối quan hệ của cả hai khá thận hoa. Họ còn phối hợp ăn ý để có bức ảnh gia đình cho quý tượng vui lòng. Ngay khi khoảnh khắc Nhật Kim Anh và chồng cũ được chia sẻ, người hâm mộ lấy làm vui mừng thay cho nữ diễn viên. Thậm chí một số cư dân mạng còn để lại lời khuyên là Nhật Kim Anh và chồng cũ nên gạt bỏ những mâu thuẫn giận hờn cũ để hàn gắn tình cảm, tái hợp cho con trai có tổ ấm trọn vẹn. Nhận được góp ý này, Nhật Kim Anh đã vui vẻ phản hồi. Cô cho biết muốn làm bạn tốt với người cũ hơn, như vậy là đủ vui và hạnh phúc, hòa bình rồi. Nhiều khi hàng gắn lại không được vậy đâu ạ. À. Dù hơi buồn vì thái độ quyết đoán và lời khẳng định không thể gương vợ lại lành từ nội diễn viên, nhưng ai nấy vẫn mừng vì cô và cha của con trai không còn chiến tranh nữa mà bắt tay chăm sóc bé tin thật tốt. Cẩm ly tiết lộ nỗi lo lắng đến phát khóc của mình ở thì hiện tại. Cẩm Ly là một trong số ít sao việc thành công rực rỡ ở sự nghiệp lẫn viên mạng trong cuộc sống hôn nhân. Hiện tại, nữ ca sĩ đang sống cùng chồng con ở một biệt thự bề thế và tận hưởng những ngày yên bình, tránh xa mọi thị phi của showbiz. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn có những điều trăn trở của riêng mình. Mới đây khi xuất hiện trong thắt show lời tự sự, Cẩm Ly đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân 18 năm của mình. Cô rất hạnh phúc vì có ông xã luôn thấu hiểu và đồng hành trong mọi chặng đường của sự nghiệp. Điều khiến cô lo lắng lúc này là hai cô con gái đã lớn khôn và có thế giới riêng của mình. Thế nên, việc nữ ca sĩ hòa nhập vào cuộc sống của các con là khá khó khăn. Đôi khi tôi cũng rầu lắm vì con mình đang ở độ tuổi tin, khó có thể hòa hợp được. Tôi muốn làm sao có thể len lỏi vào trong suy nghĩ của bé để hiểu con nhiều hơn. Mặt khác con tôi ở độ tuổi này ít khi chia sẻ với bố mẹ mà chơi với bạn bè nhiều hơn. Vì vậy cũng khó để nắm bắt được suy nghĩ của con. Cẩm Ly lo lắng sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai thế hệ sẽ đẩy cô ra xa các con. Tôi sợ tôi không chen chân vào được và một ngày nào đó sẽ bị ra rìa. Ra rìa ở đây không phải về tình thương mà ra rìa theo kiểu không thể nắm, không thể theo dõi được con. Tôi bị quen kiểu bảo bọc con cái nhưng không thể thay đổi được. Đôi lúc tôi buồn, đặt thắc mắc liệu rằng con mình có cần mình nữa hay không, tôi sợ con không còn trong vòng tay bảo bọc của mình, con sẽ bay đi xa lúc nào trong lòng tôi cũng mang tư tưởng bảo bọc con, dù cho tôi có mệt cách mấy, nhưng miễn khi con tôi mong muốn điều gì thì tôi phải cố gắng làm cho bằng được. Nỗi lòng của Cẩm Ly cũng là nỗi lòng của nhiều người mẹ khác trong xã hội. Vì với mẹ, dù các con có lớn đến mấy, vẫn mãi bé bỏng trong mắt của mẹ và cần sự chở xe bao bọc từ mẹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.